Dạ, chào quý cô chú anh chị. Hôm nay dẫn quý cô chú anh chị đến một cái nhân vật mà có một cái nét hài rất có duyên. Tuy là thân trai nhưng mà hồn là hồn bướm đó, nói chuyện rất có duyên và đã qua rất nhiều tay. Anh nào đi tới á, mà cái cách mắp của cái người hồn bướm này nè làm tê tái và họ hình như là đã đi xa hết. Bây giờ mời quý cô chú anh chị đi vào để xem cái cách mắp của người hồn bướm này như thế nào nhé. Đây, hãy vào cùng với anh em để mà thăm người có cái phong cách độc lạ nha. Chào mấy anh. Dạ, chào người đẹp. Hôm nay đang ngồi chờ ai vậy? Đang ngồi chờ bạn xíu sẵn đi làm. Dạ hả? Hèn chi hả? Trang điểm lộng lẫy hả nè? Chút xíu nó đi làm bên chuột bò. Dạ hả? Mà nghe nói là cũng như là cũng qua nhiều anh lắm rồi phải không? Có. Gửi hả, có tuyển thêm không? Dạ chưa. Vậy hả? Vậy giờ trong những anh này nè, có thích anh nào không? Có. Thích ai nè? Thích anh có dâu quá. Trời luôn, kiểu luôn nè. Hết rồi đó. Tới mà chưa vậy trơn, đầy ba đúng ngay người luôn rồi đó. Chết anh có dâu đó. Vậy là cái điểm râu, nè, tại sao họ thích Phong vậy? Tại vì thấy Phong tướng phong độ, có hàm dâu cũng qua cũng đăng mê. Mà nó có râu đâu còn cái gì hay nữa đâu. Thầy cũng mê, thích cũng vui vẻ là một nữa. Hợp ý, hợp nghĩa mới thích. Bởi vậy ta nói ở ngoài ta nói ha, ở đây nè có một người phụ nữ nè ha, có tâm hồn là mà bướm bay lả lơi nè. Mà phải vậy không? Phải rồi. Có gì đặc biệt nữa không? Có. Ủa sao thấy đang nói chuyện mà đó là sao vậy? Tại vì quen rồi. Cái đỏ hả chưa? Bập quen. Ủa mà bập cái gì? Giống như quen nhỏ lớn ấy, bập với lúc nào mình mà đến đàn ông mình cũng bập đó, mình quen. Bập này hiểu nhiều nghĩa lắm nha. Cũng như mình mà tưởng tượng mình bập như tưởng tượng là mắp chuối vậy. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Nghe nó bập đó hả? Phải hiểu là cái vụ kia phải không? Phải vậy rồi đó. Dạ hả? Nhưng mà là nhiều anh đi thương mình chưa? Có, cũng nhiều người rồi. Vợ nè, bé bao nhiêu xương xanh rồi nè? 61 dữ. Trời ơi. Cái này nhìn không ra luôn á nha. Không có kìa. Nên nha, tua từ trên xuống dưới nha. Đó, thấy chưa? Đâu, rồi khép lại. Tém vô nữa kìa. Đầy đặn ghê luôn không? Đó, chưa. Rồi cái này hả, nhìn mà chịu mà quan sát kỹ xíu hả, chừng 30 dữ lắm hả. Chia hai đó. Nhưng mà có một cái hả, chân chim nhiều quá nha. Chờ làm sao nè, ăn uống gì chưa nè? Ăn rồi, hết rồi. Nó nói chứ mình ở đây nè, mình có ai sống trong nhà này không? Bữa hổm thì có ông xã mà ông đi rồi. Sao đi nữa rồi? Ông đi mấy ngày nay rồi. Anh đi đâu? Ông về trên nhà ông á. Nhà còn mình một à. Ủa sao mà ông ở những người đẹp này mà ông lại đi? Ông cứ lộn, ông dặn ông xách đồ đi rồi. Dạ. Hay là tối ông chịu ông nổ ông đi. Không biết nữa. Hay mà làm không mấy quá với là làm quá ông sợ ông bỏ đi. Đó, thấy chưa? Vậy đó còn sao mà nói thích râu này, sao người ta dám ở lại đây nè? Vậy vậy. Ta nói á. Thì cho người là chịu nổi bỏ đi, nhiều ông chịu thì ở lại. Ta nói á, nếu mà có răng á, thì cái gì nó bập cái xong hà. Còn không có răng á, bập hồi nó bấy chừng. Nó tút lút. Dập chuối luôn. Mà bây giờ nè, có những cái như biết là mình thân trai nhưng mà mang cái như hồn bướm à. Mình có như là ca hát nhảy múa gì mà đặc sắc không? Thì cũng có đi, thì mình mang cái giới tính này thì cũng phải có chút đỉnh vậy đó. Đó. Cũng có nè, thì đi ô tô thì cũng có nhảy, có ca. Đúng có rồi. Hát luôn. Vậy giờ nè, mình có muốn là những người mà cùng cái giống như là sở thích với mình, với đồng giới với mình vậy đó, thì họ thấy như là mình vẫn có duyên, họ đi tới. Đâu giờ có những cái tài lẻ đặc biệt nào á, cho Phong biết đi, với mấy anh em biết coi. Cái người tài lẻ gì thì cũng có cái ca hoặc nhảy múa vậy thôi chứ đâu có gì.
nhảy giờ trước tiên nhảy đi rồi ca hồi nghe sao. Cũng biết làm thơ nữa mà cũng hay à. Mà thơ này chắc thơ cũng cấp quá. Làm thơ luôn đi. Giờ nhảy hay ca hay thơ? Hai. Giờ nè, nhảy hay ca hay thơ? Muốn nhảy thì cũng được. Ừ nhảy đi. Nhảy rồi nó có từng cỡ nào không? Nha. Rồi đứng dậy nhảy ra. Con ca không có trong đời cái khó nhảy gì đâu, nhảy bình thường nha. Ừ nhảy bình thường đi. Chủ yếu coi độ tưng thôi, giống vậy chứ. Có rớt cái gì không? Bởi vậy. Thôi bởi vậy. Không có giới, có bảo hiểm nào ngoài. Có bảo hiểm. Bà bà lên. Đâu. Trời ơi sao? Bà gì nè? Cha. Ừ. À, thôi bây giờ vừa ca vừa nhảy luôn đi cho nó có chút gì âm nhạc vô nha. Cao mét mấy mà cao dữ ha. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cô lau xanh, một lấy xanh. Một rừng cây xanh qua trời đưa. Mình ngồi bên nhau. Bằng lòng đi anh em đón qua cầu. Quá rồi. Cầu tre. Cầu tre dâu có đường. Mình ngồi bên nhau với mái chung chiều. Làm nghe về đây chỉ có tâm lòng. Có chiều. Bà lo đời rồi. Đó tiếng trời liễu xiêu. Trời ơi có cái khán giả theo ủng hộ sau lưng nữa nè. Điều lý quá cao. Bằng lòng đi em, bằng lòng. Oh yeah. Bằng lòng em anh. Oh yeah. Bằng lòng đi em, bằng lòng. Oh yeah. Bằng lòng em anh. Ủa gớt gì? Trời ơi, thấy không hay. Có gớt gì không? Kiểu như là nhảy. Biết sao không? Cái nó chơi điệu cha 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 thấy không? Nó kìa, cha 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 kìa thấy không? Thôi ra đây ngồi đi. Nhảy thấy đẹp rồi đó. Khán giả bắt rất dĩ sao mà nó lên tiếng quá. Rồi còn cái đọc thơ hay ca gì. Thôi đọc thơ đi, biết đọc thơ không? Ngồi thơ lâu quá quên rồi. Bài thơ gì đó đi. Hay là còn cái gì tòi lẻ nữa không? Biết gì à? Vậy hả? Tại vì có nhà cha không mà. Không nghe nói là ở đây có một cái người chịu quá. Có những tài phải nói là ca hay, hát giỏi, múa cũng đẹp. Mà đặc biệt á là cái nét đẹp này là vượt thời gian luôn. 60 còn có 30 hà. Con cái là mấp mấp là dễ duyên, có duyên nhất thấy chưa? Đâu mấp mấp cái đây. À trời trời ơi, cái kiểu này là đâu còn cái nào trong không? Còn cái nào không? Dằn á hả? Không có hết luôn. Sao kỳ vậy? Mấp sao sao? Ủa sao kỳ vậy? Đâu. Coi coi. Không còn cái này. Đâu mà. Tại vì bị sỉ mũi nó dụng hết trơn. Đúng đâu hồi xưa mắt ông nào quá cứng rồi rớt ra luôn chứ. Phải vậy. Có hồi đó có gắn văn giả thời gian. Gắn văn giả cũng như mà gắn giở ra với vô đó. Rồi làm đó giờ mời ông đó cái vũ đi chơi mắt mắt sao mà rớt thầm văn. Trời ơi. Rớt văn. Thôi bây giờ là không còn cái nào luôn. Không. Vậy là sáng đâu có đánh răng hả? Không có đánh răng. Xúc cái xong ha. Xúc muối với xúc nước cái rồi. Hồi xưa còn răng đánh. Đỡ tốn tiền kem đánh răng. Ôi bà. Không, nói chung là cũng khó chịu mà giết cũng quen ha. Quen giết quen rồi. Bởi vậy nên là ấy ăn lục cứng không được, có mềm mềm thì ăn được. Còn thôi bây giờ nói về hoàn cảnh đi, để mà có anh nào thương á thì đi đến với Hoa ha. Là giờ nói về hoàn cảnh rồi mình đang sống với ai, rồi bây giờ mình có yêu cầu như thế nào không nè? Thì bây giờ trước hết cũng như là đó, sống như giờ gia đình còn bà có ba mẹ con, mà bà mẹ đã mất 4 năm rồi. Rồi giờ còn bà chị, giờ bà chị bà sống cũng mấy năm nay đó rồi, bà đau quá bệnh mới mất mấy tháng nay, ba bốn tháng nay à. Cho nên giờ ở nhà nó còn mình tôi à. Dạ hả? Nên nhờ người nào đi tới là có điều kiện để mà gần gũi nhau được phải không? Tìm hiểu vẫn được đây luôn phải không? Rồi được, bình thường. Không ông nào cản trở phải không? Không. Vậy là anh lên tiếng đi.
đó, lên tiếng này, anh nào thương em á hãy về đi em hả, là bảo kê là bảo vào ba ra bảy à, thì đó thì giờ anh nào thích thì vào ra em, thì em bảo kê hết vào vô 8-7 luôn. Ôi giời, vào ra 3-7 gì chấp hết luôn hả? À, ok, bao nhiêu cũng chiều hết. Thích thì chiều à. Rau chịu nổi không? Dữ sức. Dữ sức luôn. Không có duyên. Cứ như là mình á, thường thường là mình sẽ đi tới những cái nơi mà bên đoàn ô tô kê hết ha. Dạ. Đó đi làm mà nào giờ sống nhà ô tô mà. Tại vì chịu mắt, tại thành ra ở nhà chưa có đi đủ. Chưa dấp năm giờ chưa có đi. Thành ra ở nhà thờ phượng lại với cúng kiến rồi đó, giờ chừng nào mà dấp năm qua Tết mới đi nữa. Giờ ở nhà cũng giá 1 triệu đựng, ví dụ có gần gần người ta kêu mình đi kêu lai xô bò thì mình đi vậy đó, rồi mình đi, còn bữa nào không có mưa gió thì mình nghỉ. Chị nên cho em hỏi nè chị, cái này là cam hay bưởi vậy? Dạ. Dạ. Cái này hả? Dạ. Bưởi năm dâu vậy? Trông không? Bưởi thiệt hay bên sao? Bưởi thường mình á. Bưởi thường hả? Bưởi nhân tạo á. Nó cũng nung dữ nhằn. Nè. Có gớt không? Không, dễ gì, có bảo hiểm, Hồi nãy thấy chị nhảy mà em sợ quá. Không có đâu, có bắt bò lon sẵn mà dễ. Thôi, có luôn. Vậy là bắt phải bò lon đàng hoàng. Vậy là phải niền dữ lắm phải không? À, dễ gì dễ. Trời ơi, kính như là bảo hiểm đầy đủ luôn ha. Dễ thương, thôi cũng mong là sẽ có nhiều anh đi tới. Thì thấy cái nét đẹp mà trời Phú này nè. Dạ. Sẽ giống như là sống ăn đời ở kiếp với qua ha. Dạ, em cũng mong muốn vậy. Mà nhớ là phải chung thủy với người ta nha. Tôi lúc nào cũng chung thủy chứ mà người ta không biết chung thủy với mình không. Mà nhớ bớt mấp mấp lỡ xíu cho người ta. Ở đó đó thấy chờ mới nổi hè. Nó chờ đó đó chờ. Mấp quen rồi vậy bớt đi. Tao mới vừa ăn cơm anh ơi mấp nữa à. Thấy chờ thấy chờ. Cái này mấp mấp này chắc dập chuối dập. Dập chết luôn á, thấy chờ. Cũng thấy gì có duyên, mong rằng là có những anh nào đi tới thương yêu và trao chọn niềm vui cho qua ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, hey, xin chào nha. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn hết nha. Rồi.